Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đánh Lừa Đe. Thưa các bạn, thời gian cờ lên của cái dự án NFP, một dự án non-pay ở trên Binance thì đã đến rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cờ lên. Chúng ta sử dụng ví MetaMask và các bạn nhớ chuyển sang mạng BNB Chain. Sau đó chúng ta kết nối ví và ký ở trên ví, có một cái chữ ký SYN ở đây, chúng ta ký vào và nhớ vào link của mình nhé. Sau đó các bạn nút cờ lên. Thì khi chúng ta cờ lên thì các bạn sẽ mất một cái khoản phí BNB nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta xác nhận này. Sau đó thì các bạn có thể kiểm tra cái giao dịch ở đây. Hình như là đang bị lỗi gì đó chăng? Nên có thể là anh em sẽ bị miss khi cờ lên nhé. Đấy. Ok. À, rất may là báo lỗi nhưng mà vẫn claim bình thường em ạ. Đấy, claim xong thì các bạn có thể add cái con token đấy vào và ta làm lên Binance là sàn nào ta bán tiền nha. Đây mình sẽ add con chắc vào rất là nhanh thôi. Add con chắc là nhập token này. Phần tiếp theo này nhập này. Gửi này, bây giờ mình sẽ gửi đến Binance nhé. Sorry anh em, mình sẽ gửi đến Max, mình nạp lên trên Max thôi. Anh em nạp sàn nào cũng được. SB đúng chưa? SB, ok. 521 này. Ok, đấy, vậy là xong thôi nhá. Sau đó các bạn chờ đến thời gian 17 giờ hôm nay nhít nhá. Cảm ơn em đã theo dõi video, xin chào các bạn, video tiếp theo.